phiên giao dịch chiều nay ngày 19 tháng 11, giá vàng SJC tại Hà Nội giảm mỗi chiều 500.000 đồng và 250.000 đồng trên lượng mỗi chiều, xuống 60,5 đến 61,45 triệu đồng trên lượng so với thời điểm 9 giờ sáng nay. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh giảm xuống 60,25 đến 61,02 triệu đồng trên lượng, tức giảm mỗi chiều 750.000 đồng trên lượng. Thậm chí, vàng PNG còn giảm mỗi chiều 800.000 đồng trên lượng xuống 60,25 đến 61 triệu đồng trên lượng. Trước đó, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC tại Hà Nội niêm yết ở mức 60,9 đến 61,7 triệu đồng trên lượng mua vào bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC niêm yết ở mức 61,1 đến 61,87 triệu đồng trên lượng mua vào bán ra. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 1.862 USD trên ounce, giảm 6 USD trên ounce so với cùng giờ sáng qua. Giá vàng thế giới đang dao động trong biên độ hẹp khi thị trường không còn nhiều yếu tố tác động. Giá quý kim thấp hơn phiên hôm qua do hoạt động chốt lời nhẹ từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn. Giá kim loại quý còn giảm khi số liệu về tình hình việc làm Mỹ được công bố cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm 1.000 đơn, xuống còn 268.000 đơn trong tuần tính đến thứ Bảy vừa qua. Đây là một mức thấp trong bối cảnh dịch bệnh. Lợi suất trái phiếu chính phủ hiện ở gần đỉnh 3 tuần. Trong khi đó, đô la Mỹ đã giảm giá từ đỉnh 16 tháng. Thông thường, đô la yếu khiến vàng hấp dẫn hơn. Vàng thường được coi là công cụ chống lại lạm phát. Kim loại quý gần đây đi lên khi lạm phát tại Mỹ và châu Âu tăng vọt. Tuy nhiên, lạm phát cũng kéo theo kỳ vọng lãi suất tăng, từ đó gây sức ép lên vàng. Hiện tại, vàng rất khó tìm phương hướng do sự thiếu chắc chắn của đồng đô la và phản ứng chính sách của Fed, cũng như ngân hàng trung ương các nước trước lạm phát. Ricardo Evangelista, nhà phân tích cấp cao tại Actichart cho biết. Thị trường vàng trong nước và thế giới đang ghi nhận diễn biến trái chiều trong những phiên dịch đầu tuần. Trong khi giá vàng thế giới giảm nhẹ so với cuối tuần trước, vàng trong nước lại tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng mạnh, vượt qua mốc 61 triệu đồng. Cụ thể, trong phiên giao dịch đêm qua giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn New York đóng cửa ở 1.862,2 USD trên ounce, giảm 3 USD so với cuối tuần trước. Phiên giảm này cũng chấm dứt đà tăng giá 8 phiên liên tiếp trước đó của kim loại quý. Tuy vậy, vàng vật chất hiện nay vẫn giao dịch ở vùng giá cao nhất 5 tháng trở lại đây. Sàn Kitco, giá vàng có thời điểm giảm xuống dưới mốc 1.860 USD. Tuy nhiên, đà phục hồi đã đưa giá vàng tại đây trở lại mức 1.866,8 USD trên ounce, cao hơn 1,6 USD so với cuối tuần vừa qua. Trên sàn COMEX, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 cố định ở 1.864,7 triệu USD, giảm 3,8 USD. Theo ông Gary Warner, chuyên gia phân tích giá vàng của Kitco, thị trường kim loại quý đang chịu áp lực giảm khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao. Trong đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tại Mỹ đã tăng 0,041 điểm phần trăm, tương đương mức tăng dòng 2,59% trong ngày, hiện cố định ở 1,623% trên năm. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm cũng tăng lên 0,059 điểm phần trăm, lên mức 2,014% trên năm. Lợi suất trái phiếu tăng cao là nguyên nhân chính khiến sức mạnh đồng USD cao hơn, qua đó gây áp lực đến giá vàng. Trong phiên đêm qua, chỉ số USD Index đo sức mạnh đồng bạc xanh cũng đã tăng lên mức cao nhất 16 tháng, hiện cố định ở 95,49 điểm. Trong bối cảnh giá vàng thế giới suy yếu, vàng trong nước sáng nay vẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 60,5 đến 61,2 triệu đồng trên lượng mua vào bán ra, tăng 400.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Nếu so với cùng phiên sáng, giá tại đây đã tăng 550.000 đồng trên lượng. So với cuối tháng 10, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn 2,75 triệu trên lượng, tương đương mức tăng dòng 4,7%. Sau khi trừ chênh lệch giá mua bán, người mua cuối tháng 10 đến nay đã ghi nhận khoản lãi 2,05 triệu đồng, khoảng 3,5%. Tương tự, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG sáng nay cũng nâng giá bán vàng miếng lên mức 61 triệu đồng trên lượng, cao hơn 200.000 đồng so với cuối ngày 15 tháng 11. Xét trên biểu đồ giá, đây đã là phiên tăng thứ 11 liên tiếp của vàng miếng tại PNG. Giá mua vào hiện được doanh nghiệp này niêm yết ở mức 60,3 triệu đồng, cũng tăng 200.000 đồng. Cùng với vàng miếng, giá vàng nhẫn PNG cũng đang xu hướng tăng 7 phiên liên tiếp, hiện cố định ở mức 53 và 53,8 triệu trên lượng mua vào bán ra, cao hơn 200.000 đồng so với ngày 15 tháng 11 và tăng 1,7 triệu so với một tuần trước. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji hiện chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 60,5 triệu trên lượng và bán ra ở 61,1 triệu trên lượng, tăng lần lượt 700.000 đồng giá mua vào và 600.000 đồng giá bán ra so với cuối ngày hôm qua. Đây là mức giá cao nhất mà Doji niêm yết với mặt hàng vàng miếng kể từ tháng 8 năm 2020 đến nay.
Giá vàng lẻ Doji hiện cũng được bán ra ở mức 61 triệu đồng, tăng gần 3 triệu so với cuối tháng 10. Với việc vàng trong nước tăng vượt mốc 61 triệu đồng, chênh lệch so với giá thế giới đã được nới lên xấp xỉ 10 triệu đồng trên lượng. Trong đó, giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt hiện chỉ vào khoảng 51,4 triệu đồng trên lượng. Điều này đồng nghĩa với việc người mua vàng trong nước vẫn đang phải trả mức giá cao hơn 19% để sở hữu một lượng vàng so với thế giới. Ngày 13 tháng 11, vàng miếng thương hiệu quốc gia SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết mua vào, bán ra trong khoảng từ 60,15 đến 60,85 triệu đồng trên lượng. Giá vàng thế giới hôm nay cũng kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ở mức 1.865,7 USD trên ounce. Giá vàng trong nước đã tăng thêm 100.000 đồng trên mỗi lượng. Còn so với cuối tuần trước, mua bán trong khoảng 58,05 đến 58,75 triệu đồng trên lượng. Giá vàng SJC tuần này đã có mức tăng mạnh nhất trong cả năm qua, khi có thêm 2,1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Với mức mua bán trên 60 triệu đồng trên lượng, giá vàng miếng đang ở vùng đỉnh kỷ lục cao nhất trong lịch sử giá vàng, tương đương với vùng đỉnh của tháng 8 năm 2020. Nhìn lại những năm qua, kết thúc năm 2019, giá vàng miếng SJC ở mức 42,5 triệu đồng trên lượng. Đến đầu tháng 8 năm 2020, giá vàng miếng SJC đã chạm ngưỡng 62 triệu đồng trên lượng, tức tăng khoảng 20 triệu đồng trên lượng khi giá vàng thế giới chạm ngưỡng 2063 USD trên ounce. Nhiều chuyên gia tính toán, với mức giá vàng thế giới ngày 13 tháng 11 chỉ mới hơn 1.850 USD trên ounce, thì giá vàng trong nước có thể vượt vùng kỷ lục cũ, lên vùng mới với mức mua bán lên đến 70-72 triệu đồng trên lượng, tính theo giá thế giới vượt 2.000 USD trên ounce và giá USD trên thị trường tự do. Còn nếu tính cả chênh lệch với giá vàng trong nước, thì giá vàng miếng có thể lên đến 80 triệu đồng trên lượng. Giá vàng thế giới cũng trên đà tiếp tục tăng, với mức tăng khoảng 7 USD trên ounce. So với một tuần trước, giá vàng thế giới đã tăng khá cao, với mức tăng đến 50 USD trên ounce. Như vậy, trong 2 tuần liên tiếp, giá vàng thế giới đã tăng gần 85 USD trên ounce. Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại chốt cuối tuần ở mức 52,8 đến 53,5 triệu đồng trên lượng bán ra, tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng so với một ngày trước đó. Còn so với một tuần trước, giá vàng trang sức đã tăng thêm 1,15 triệu đồng trên lượng. Khoảng cách chênh lệch giá mua vào bán ra của vàng SJC vẫn được giữ ở mức 700.000 đồng trên lượng, không thay đổi trong suốt tháng qua. Khoảng cách chênh lệch giá vàng thế giới và giá vàng trong nước hôm nay cũng biến động theo giá vàng. Quy đổi theo tỷ lệ giá niêm yết, giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng SJC khoảng 9,5 triệu đồng trên lượng. Lạm phát đã khiến các thị trường tài sản rủi ro đánh mất sức hấp dẫn và dòng tiền chảy ngược vào vàng để trú ẩn, chờ đợi các động thái tiếp theo từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Giá vàng đã tăng nhanh sau khi vượt mốc cản tâm lý mạnh 1.800 USD trên ounce và bứt tốc bởi dữ liệu lạm phát của Mỹ đạt mức cao nhất trong 30 năm qua. Nhu cầu vàng vật chất về cuối năm thường cao hơn trung bình trong năm cũng đã cộng hưởng, đẩy giá vàng lên mức cao nhất trong 5 tháng qua. Do đó, các nhà đầu tư bắt đầu có niềm tin rằng mốc 1.900 USD của giá vàng sẽ đạt được trong tầm tay, sau đó sẽ là những mốc cao hơn nữa. Trong 18 nhà phân tích phố Wall tham gia cuộc khảo sát vàng Kitco News, có tới 15 nhà phân tích tương đương với 83% dự báo giá vàng tăng vào tuần tới, chỉ có 2 người 11% dự báo giá vàng giảm và chỉ có 1 người 6% cho ý kiến trung lập. Tương tự ở các nhà đầu tư phố Main, trong 1.018 phiếu bầu được bỏ ra trong các cuộc thăm dò trực tuyến có 722 người 71% kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới, chỉ có 165 người khác 16% dự báo giá giảm, trong khi 131 người 13% cho ý kiến trung lập. Tâm lý của các nhà đầu tư bán lẻ đang ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 5. Mức độ hào hứng với thị trường cũng đã được đo bằng số nhà đầu tư tham gia các cuộc khảo sát của Kitco tuần này, cao nhất trong một tháng. Chuyên gia phân tích kỹ thuật cấp cao tại Kitco.com cũng lạc quan về giá vàng. Vàng đang trong xu hướng tăng kéo dài 5 tuần, mục tiêu kháng cự tiếp theo là 1.900 ounce.